Xin chào quý khách hàng. Thì trước mặt mọi người đó là cái con đẩy TA408 của DB Acoustic. Con này là 4 kênh, mỗi kênh là 800W. Cái mẫu mới nó nhìn cái kiểu thiết kế rất là đẹp nha. Còn bây giờ D5 nè, D6, D8 rồi nó cùng một kiểu như vậy. D15 cũng cùng kiểu như vậy, nhìn rất là đẹp, nhìn sang trọng ha. Có 3 kênh. Thì cái con này là mình gửi cho anh Tiến ở chợ gạo Tiền Giang. Thì với một kênh như vậy thì anh sẽ đánh một cặp full 30. Thì hai kênh đầu anh sẽ đánh được 4 cái loa. Còn hai kênh sau anh zoom lại cái cầu, anh đánh được một cái cặp sub 50, hay còn gọi là một cái sub kép 50 á. Thì anh phục vụ cho cái dàn mini nhỏ nhà anh. Thì những khách hàng ở miền Tây, miền sông nước á, thì đa phần là nhà người nào cũng rộng, to, bự. Thì mình dùng mình một cái dàn mình đánh ở trong nhà là thật sự nó không có đã đâu. Mình cho ra ngoài sân vườn á, mở công suất nó to to chút xíu, đánh lực rất là đã luôn. Thì sẵn tiện mình tiệc tùng gia đình của mình rồi đó, thì mình dùng luôn rất là thoải mái. Cứ hai kênh thì mình cứ chập lại đánh cầu như kênh 3, kênh 4 trong hình á, là mọi người sẽ đánh được một cặp sub 350. Quýnh rất là lực luôn á, chứ không đùa đâu. Tại vì mình đánh cầu nó lên tới 2100W luôn. Còn khi một kênh đơn là 800W cho 8 ohm, thì nếu mình đánh một cặp loa thì nó tụt xuống 4 ohm thì nó rơi vào khoảng 1200W thì vô tư. Cái mã nó sẽ có hai mã là 406, 408. Thì cái mã 406 nó phù hợp cho gia đình hơn. Còn mã 408 mình có thể đánh sự kiện được. Cứ hai loa hai kênh, một kênh mình đánh được một cặp full 30, một kênh mình đánh được một cặp full 30. Rất là lực luôn chứ không đùa đâu. Đây là phía sau của con đẩy TA408. Thì mọi người nhìn thấy cái giắc loa, cái kiểu của nó là không phải kiểu speakcom ha. Cái kiểu này người ta gọi là Euroblock. Đó, mọi người thấy cái terminal cái kiểu vậy là Euroblock. Euroblock này là cái kiểu kết nối dạng bên châu Âu, nó hay kết nối kiểu này. Thì kiểu kết nối như vậy thì thường là được áp dụng cho cái nguồn điện nó thấp, có nghĩa là nguồn tín hiệu nó hơi thấp á. Cái đặc điểm của thằng này á, nó có cái rất là bực, là cái kết nối giữa hai cái chân á, nó rất là sát nhau. Thành ra khi mà mình siết ốc, vặn ốc và mình đưa dây vào, mình phải tuyệt đối để ý cho kỹ, siết cho thật là chặt. Và đưa mình để ý là không có để nó loạt xoạt, nó dư cái dây ra ngoài á. Thì mình chập hai cái kênh lỡ mà nó gần nhau, nó chạm nhau thì con đẩy thì nó có bảo vệ, thiết kế là có bảo vệ, nhưng mà nguyên tắc là mình không được làm như vậy ha. Mình đừng có để cho nó chập vào nhau. Thì trong video clip sau mình sẽ làm cái video để nói về cái kiểu kết nối Euroblock này. Mình xem trên kênh YouTube thì thấy là gần như là chưa có cái kênh nào nói về các cái kết nối của Euroblock hay là speakcom. Speakcom thì nó rất là đơn giản rồi, cứ đưa vào khớp của nó, của cái tắc Neutrik thì cứ vặn vào là xong. Còn thằng này là cái kiểu khác. Thì cái kiểu kết nối này á, về mặt nguyên tắc á, là mình phải bấm cái code của thằng dây loa mình mới đưa vào được, chứ không phải cái kiểu mà mình đưa trực tiếp vào trong này. Mình đưa trực tiếp vào này, khi mình siết chặt lại cái dây nó bị dẹp lép lại, rồi khi mình cái dây mình bắt lắp vào trong tủ á, thì có khả năng nó bị nặng á, thì nó sẽ quằn xuống, thì nó khả năng nó sẽ dẫn đến đứt dây loa ha. Đó, mọi người để ý cái lỗ trong cái con vít mình chỉ là cái lỗ nó dạng hình vuông. Nhà ai có cái terminal đẩy này mình tháo ra mình đều biết là dạng hình vuông. Thì cái dây của mình á, sau này mình sẽ có cái đầu cót á, và có cái kìm cót bấm hình vuông. Thì mình cứ bấm đúng ra cái hình vuông đó, mình đưa vào trong đó là nó sẽ siết chặt ha. Phía sau nó sẽ có 4 cái kênh, là 1, 2, 3, 4, 4 cái kênh đầu vào. Nó không có đường link đầu ra đâu nha. Đặc điểm của cái con này nó là như vậy, nó là chỉ 4 kênh đầu vào thôi, 1, 2, 3, 4. Thì 4 thằng vào sẽ là 4 thằng ra. Đơn giản, rất là đơn giản. Và nó không có chia ra được đâu nha. Này nó không có cái đường link ra ngoài. Thành ra mình, nếu mà mình muốn chia ra nhiều loa nữa, hoặc là ra những con đẩy nữa đó, thì mình phải chịu khó mình lấy từ van số, hoặc là từ cái crossover của mình đó, mình chia xuống. Nó sẽ có hai cái chế độ làm việc, một là stereo, hai là đánh cầu, đánh parallel. Thì tùy vào cái công tắc nhấn ở bên trong đó. Mình thấy trên màn hình mình thấy cái dài cái ngắn đúng không? Thì cái dài á, nó là đánh stereo, có nghĩa là mình phải tự cảm nhận, mình nhấn vô thả ra làm sao cho cái nút đó nó dài ra là đánh stereo.
Còn khi nó ngắn lại sẽ là đánh parallel hoặc là đánh bridge. Đánh parallel, đánh song song á, có nghĩa là đưa một tín hiệu vào nó ra cùng lúc hai kênh luôn, hai kênh hai loa riêng biệt. Còn đánh cầu là có nghĩa là cũng đưa một tín hiệu vào nhưng mà hai kênh nó sẽ chập lại làm cầu, thì nó không có đánh khác, nó đánh hoàn toàn khác chứ parallel ha, mình đừng có nhầm lẫn hai cái đó.